Nhạc Việt xin chào các bạn. Hôm nay uh, Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn về tính năng trên đàn Core cross. Rồi xin mời các bạn lại đây, chúng ta cùng xem. Hôm nay Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn về nút chức năng combine. Đây, ở combine này thì uh, hôm nay Nguyên sẽ giới thiệu cho các bạn làm sao chúng ta phải trồng những cái tiếng mà chúng ta mong muốn. Rồi đầu tiên chính là trồng tiếng. Ngay khi các bạn bấm vào combine ở đây, ở đây thì có những cái băng tiếng, Category nè, hãng nó làm sẵn. Và chúng ta muốn sửa đổi theo tiếng của mình thì như thế nào? À, thì ở đây mình sẽ chọn một tiếng bất kỳ ha rồi tiếp đến các bạn bấm qua chữ bay cộng ở đây mình sẽ qua phần program rồi các bạn sẽ thấy đó ở đây mình có timber 1 đến 16 các bạn có thể trồng bao nhiêu tiếng tùy ý và tối đa số lớp tiếng số polyphony nó là 120 thì các bạn muốn chọn bao nhiêu tiếng nó cũng được ở đây mình sẽ ví dụ mình sẽ chọn 3 tiếng nha ở đây đầu tiên này các bạn thấy hay là tiếng piano rồi các bạn có thể chọn cho mình một cái tiếng bất kỳ ở đây mình sẽ chọn tiếng piano điện đi rồi, ok. Tiếng thứ hai, Nguyên sẽ chọn là mình chọn tiếng bass, không chọn tiếng string nữa. Đây. Rồi. Đó, tuyệt vời chưa? Rồi, tiếp đến và tiếng thứ ba, Nguyên chọn cho mình là một cái tiếng beo uh, bell đi. Rồi, ba tiếng được chưa các bạn? Ok, hang rất là đơn giản việc đầu tiên các bạn còn chọn cho mình những cái tiếng cho của cái hàng tim ra nè một hai ba bốn năm sáu gì nè tùy mình chọn rồi sau khi các bạn chọn xong rồi thì đối với một số cái reset thì các bạn đánh thì nó lên kêu liền một số cái reset mà các bạn lấy đó nó không kêu và nếu nó không kêu thì các bạn sẽ làm như sau rồi bắt đầu bắt đầu quan trọng nha các bạn bấm vào nút menu rồi các bạn chọn xuống cái mục chữ c tim ra này nè đó mình đọc tiếng việt nha tại vì mình tiếng anh không rành rồi tiếp tục các bạn Bấm Enter luôn rồi. rồi Và các bạn thấy ở đây ha Ở đây số 1, số 2, số 3 Mình có thể di chuyển nó bằng cách đó. các bạn chọn qua chọn lại nha Chọn qua trái hoặc qua phải Các bạn thấy ở đây nha Rồi ở số 1 có chữ G Channel nè Là đúng rồi đó Số 2 G Channel, số 3 G Channel Và số 4, tim B4 này là nó ghi là MIDI Channel 3 Và khi đó mà các bạn có nó hiểu là Các bạn chọn MIDI Thì các bạn MIDI 3 thì các bạn quýnh mới có được cái, cái tiếng của lớp tiếng số 4 này và các bạn muốn đánh luôn một lượt một bốn lớp tiếng thì các bạn chuyển nó về không một g hoặc là các bạn quay xuống cuối cùng là chữ g channel nè là khi đó các bạn sẽ đánh cho mình được lớp tiếng thứ tư trồng lên luôn và các bạn nên nhớ nha các bạn trồng nhiều tiếng thì bao nhiêu tiếng cũng được nhưng polyphony của đàn thì nó chỉ giới hạn là kiểu 120 thôi thành ra các bạn hãy lựa chọn những sao tiếng nào đó cho sao cho phù hợp đôi khi mình chọn tiếng thì mình, mình hiểu nó là mình đánh tiếng đó thì nó sẽ ra nhưng mà vì polyphony nó không đáp ứng đủ thành ra một bạn chọn tiếng nó hoạt động nhưng mà nó đánh sẽ không ra lớp tiếng đó rồi rất là tuyệt vời đúng không các bạn ở đây mình sẽ chọn mà nè nguyên ví dụ nha bây giờ mình sẽ tắt hết đi là mấy cái channel đi nè đó nó khi giờ mình nguyên quýnh nè rồi bây giờ nguyên quýnh chỉ nghe có một tiếng duy nhất thôi rồi các bạn thấy không đây chỉ có mỗi một tiếng piano điện thôi rồi tiếng thứ hai mình sẽ cộng lên nè đó các bạn nghe có tiếng stream này đó Và lớp là tiếng thứ ba nè Nó có luôn nghe luôn được tiếng bèo Và nếu các bạn chồng lên lớp tiếng thứ tư luôn đó Nó có thêm một cái tiếng piano nữa đó Đó các bạn nghe đó Nhưng mà các bạn phải cân đối hay mình chẳng hạn như là mình đánh những cái lớp tiếng nào à, Chẳng hạn như mình đánh tiếng nền tiếng bét đi mình sẽ chọn tiếng sao cho phù hợp Chứ không thể nào mình chồng lượt một 16 trắc lên thì nó quánh thì nó sẽ không ra hết nha các bạn rồi đó chính là chọn mình trồng những cái lớp tiếng à, thêm ra lên cho nhau và các bạn sau khi trồng xong tất cả rồi thì các bạn bấm vô nút phân xanh chúng ta chọn ra cầm bay hang cầm bay nè rồi các bạn bấm phím ok rồi sau đó mình sẽ đặt tên tương tự thành cái lớp tiếng mà mình muốn mong muốn và các bạn à, ở đây mình sẽ đặt tiếng là tiếng trộn đi nha rồi mình sẽ ví dụ cho các bạn thấy rồi lại nè phân xanh right rồi chọn lên tiếng piano Bấm Enter Mình sẽ đặt tên nó lại Rồi ha Rồi Nguyên sẽ lấy ví dụ là số 1 đi Ok Rồi bấm OK Nguyên sẽ chọn chỗ lưu Bấm Enter Ở đây Nguyên sẽ chọn vào chữ User đi ha Hoặc là bất kỳ băng tiếng nào cũng được Thôi Nguyên sẽ lưu cái băng tiếng số 036 đi Ok Enter Rồi tiếp tục cũng bấm OK và thế là nó lưu cái bằng tiếng đó rồi đó là phần thứ nhất à, Và với phần tiếp theo Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn là Sau khi mình chia tiếng rồi đó Thì mình muốn sắp xếp cái phần sao zone Có nghĩa là vùng đánh của mình à, Thì các bạn sẽ làm như thế nào Ở đây là Nguyên xin phép lấy lại ví dụ là Của cái tiếng Nguyên mới vừa làm Rồi Nguyên sẽ lấy hai tiếng thôi hai channel thôi Rồi channel 1 và channel 2 thôi hai cái midi hang và tiếp đến là để chia sao zone Chia sao zone thì các bạn sẽ làm như sau Rồi các bạn bấm vào nút menu rồi các bạn sẽ chọn kiếm chữ C zone delay nè. Các bạn bấm ok. Rồi ở đây ha các bạn thấy ha, những dòng nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh lên được chưa? Rồi các bạn tương tự như vậy, các bạn có thể bấm nút qua trái qua phải để mình thay đổi cái timber à, timber này 1 và 2. Hồi nãy Nguyên đang chọn cho mình là hai cái timber 1 và 2 thôi. Bây giờ Nguyên sẽ chia sao zone cho các bạn thấy. Rồi ở đây là top key nè. Ở đây Nguyên sẽ giới hạn top key lại. Rồi hàng các bạn thấy đó, màn hình này nó giật xuống nè. Còn zone 3 thôi. Nguyên chọn là la đi từ la đổ xuống đó chính là cái tiếng của lớp thứ nhất và chúng sẽ chọn tiếng lớp tiếng thứ hai ha à, mình sẽ chọn là bottom là bottom key đi ha mình sẽ lấy từ cái kia là son đúng không thì cái này tôi sẽ lấy là nó từ la đi là thằng rồi rồi các bạn thấy hàng và nguyên sẽ đánh nè nhìn tay nguyên nè đánh bên tay trái nè đó, các bạn chỉ nghe mỗi một tiếng piano điện thôi đúng không bắt đầu tính lên quãng trên này chính là tiếng khác rồi, các bạn thấy không hai đã chia cho mình thành hai cái vùng tiếng khác nhau rồi nó thì rất là đơn giản Và tương tự như hồi nãy là các bạn sau khi chỉnh xong à, Cây zone này, cái vùng đánh của mình rồi Các bạn bắt rồi nút phun xanh Chứ các bạn lưu lại cái tiếng đó Rồi, rất là dễ dàng à, Các bạn nào mình cần á, thì mình chỉ cần làm những cái uh, Tiếng nền hay là tiếng uh, cái, Những cái tiếng mà mình trộn sẵn với nhau đó Nếu mà mình đánh nhiều hơn một tiếng Thì các bạn sẽ làm nhiều Những cái tiếng này thì rất là tuyệt vời Rồi, các bạn lưu lại Và các bạn có thể dễ dàng mình đánh như những tiếng đi show chẳng hạn như các bạn đánh tiếng bass hay là tiếng bass hay là tiếng nền guitar nền hay là những cái tiếng string gì đó hay là kết hợp với tiếng voi voice thì rất là tuyệt vời rồi cảm ơn các bạn như vậy là nguyên đã hướng dẫn cho các bạn xong hai vấn đề thứ nhất là mình sẽ chồng được nhiều tiếng với nhau trên cùng một cái tiếng cầm rồi và cái vấn đề thứ hai chính là trên những cái tiếng cầm đó mình sẽ chia cái sound zone của mình sao cho tiếng này đánh lớp này những cái tiếng kia đánh trên cái vùng đánh kia rồi sao cho mình ra âm thanh nó là đúng tuyệt vời và trung thực nhất. Rồi cảm ơn các bạn. À, các bạn có những câu hỏi nào liên quan hay là các bạn có những vấn đề hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy uh, comment bên dưới và cứ uh, contact cho nguyên thì nguyên sẽ giúp đỡ cho các bạn những vấn đề đó. Rồi các bạn đừng quên là like, share và chia sẻ trên trang của công ty nhật việt. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp bạn vào những video tiếp theo. Xin chào.